Xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh của Hà Nội Computer. Và hôm nay chúng mình lại đến một video nữa lắp máy. Và lắp máy này chúng ta không phải dùng để dùng, mà chúng ta dùng để trưng bày và trải nghiệm cho showroom mới của Hà Nội Computer ở số 59 và 61 Thuận Nhượng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Và showroom này sẽ được khai trương vào ngày 15 tháng 5 tới đây, nên anh em đừng quên những cái chương trình mà chúng mình sẽ có trong ngày khai trương nhé. Và video này được tài trợ bởi Asus, Gigabyte, Cooler Master và Ezra. Và đây là list các sản phẩm mà chúng mình sẽ phải lắp. Thì bây giờ đầu tiên chúng ta đi kiếm đồ nhỉ? Đúng rồi. Rồi, đầu tiên là bộ máy của Asus. Chúng ta có chiếc Core i3 10100F. Đây đúng không? Đây đây. 10100F này. Ok. Bên để đâu cho đỡ lẫn nhỉ. Để đặt ở đây. Để đây. Thứ hai là mainboard Asus TOF B460M Plus. Nó nằm dưới cái đống này này. Ở đây này, dưới này, thấy không? Vì đây là hàng tài trợ nên là vỏ với cả ruột nó sẽ hơi khác nhau. Ôi giời ơi. Đây là chiếc TOF B460M Plus. Vẫn còn khá mới. Ok bạn. Rồi, tiếp theo cầm màn hình đi. Asus để ra ngoài. Cerberus GTX 1050T. Do tình trạng dịch nên là chúng ta sẽ không có những cục cạc to ở đây kìa. RAM GSQ Trident Z 16GB bớt 3000. 16GB cơ. Đừng gì cho hết được. Ồ, Kingston A400 240K M2 Kingston. Đấy. Nguồn cooler master 850W. Đây. Do đây là những sản phẩm được tài trợ nên là thực ra là sẽ có những cái nó không phù hợp cho lắm, như các bạn nó cần có bộ nguồn 850W của cái bộ này. Tham lam. Nó không phù hợp một tí nào cả. Hơi bị overkill. Ngu rốt. Màn hình Asus VG249Q1R. Cái này thì tí nữa chúng ta mở ra sau. Ở dưới kia. Chuột Asus Gladius. Đây là chuột Asus Gladius này. Và bàn phím Asus TOF K1. Đây rồi. Đây, bàn phím Asus TOF K1. Bàn di chuột của Ezra. Đây, đây rồi. Tiết chống đồng rất là đẹp. Tí nữa chúng ta mở xem sau. Cái này có phải hay này. Tai nghe TOF Gaming H3 gắn metal. Đây à? Ok. Tản nhiệt Cooler Master ML240P2. Đây. Đây. Rồi. Như vậy đây sẽ là cái bộ Asus. Và đây, đây là các bộ cây MB520. Chuyển lên trên cây trên kia trước để chúng ta đỡ lẫn. Tiếp theo. Bàn di chuột lạc hồng. Là bộ máy của Gigabyte. Chúng ta sẽ có chiếc Core i5 10400. Mainboard B460M Aorus Pro. Hình như sẽ ở dưới này hết. Đúng không? Rất nhiều hàng Gigabyte đây. B460M Aorus Pro. Cặp hình 360. 360 luôn. Cái này mới gọi là giá trị này. Còn lại bây giờ giá trị lắm rồi, mấy triệu hàng này. Trời. RAM Gigabyte 16GB bớt 3200. Đây, Aorus RGB Memory. Cũng 16GB luôn. SD Gigabyte 256GB. Nguồn Gigabyte P650B, đúng rồi. Tai nghe Aorus H1. Aorus H1 à? Đây, đây à? Đây, đây. Đây đúng không? Bàn Z AMP900, một bộ full tay rồi. Gigabyte luôn. Rồi, tản nhiệt ATC 800 và bàn phím Aorus K1. Còn những thứ về ghi ấy, chúng ta sẽ có những bàn phím Cooler Master, chuột Cooler Master, bàn ghế các thứ thì có lẽ chúng ta sẽ mở ra sau khi đến showroom ở số Thuận Nhượng. Sẽ mới hơn và hơn là bây giờ mình sẽ chỉ lắp trước thôi. Bây giờ là hai bộ máy, sẽ lắp hai bộ máy luôn. C300 Grass này là nó được nâng cấp từ cái đời năm 2018. Từ trước, đẹp hơn trước khá là nhiều. Đây là chiếc Cooler Master Masterbox MB520. Rồi, đây là con vỏ cây. Con MB520 này khá là đẹp. Tí nữa chúng ta sẽ đi sâu hơn vào con này. Đây là chiếc vỏ mà Gigabyte đã tài trợ cho HNC. Nói qua một tẹo thì con này so với những cái phiên bản trước thì nó đã có những cái nâng cấp rất là lớn. Như kiểu mặt trước nó đã phay xước dọc như này và có một cái logo Aorus ở đây. Nó có thể phát sáng được và đồng bộ được với cả mainboard cũng như là RAM thông qua phần mềm RGB Fusion. Nếu mà ngày trước ấy các bạn nhớ chúng mình có một cái bộ máy của Aorus, nhưng mà bị vấn đề là chính là con main không đủ cổng USB. Nhớ không? Bây giờ không biết là đủ chưa? Hy vọng là con bên 560M Aorus này sẽ đủ cổng RGB cho chúng ta cắm được hết. Và đây cũng có một cái logo của Aorus đầu chìm đây này. Nó cũng sẽ phát sáng được. Thế bây giờ tạm thời là mình sẽ bỏ này xuống đi. Rồi, chúng ta có B460G nhưng ở bên trong nó là TOF. Đây là chiếc B460M Aorus Pro của Gigabyte. Như các bạn có thể thấy thì ở đây hai chiếc bo mạch chủ này có kích cỡ khá là tương đồng nhau, ở bên cùng là kích cỡ là MATX. Và con này ở trong hai cái main này thì mình thấy rằng là độ hoàn thiện chúng khá là tương đương. Và dù gì nói thì B460 cũng là cái dòng bo mạch chủ họ có được
rất là nhiều người mua ở trong năm vừa qua, tại vì là con Arus thì có cái chặn mên gắn sẵn, con này thì phải gắn sẵn mên tay cơm. Và cả hai bộ này đều dùng tạng khác nhỉ, không dùng tạng stock đúng không? Đúng rồi. Đấy, các bạn nhớ hôm trước ấy, thì mình có một cái video con 11400 chạy tạng stock ấy lên 100 độ. Nên nếu các bạn bật tính năng Asus Performance Enhancement lên. Đấy là dòng đời 11 nhỉ, không phải đời 10. Đúng rồi. Hôm nay này chúng ta lắp đời 10 thôi. Năm nay giá đời 11 của Intel cao hơn đời 10 vì là Intel đã đẩy một số dòng tập lệnh cao cấp xuống cái dòng mainstream. Mình nghĩ rằng là khi mà đưa những cái tập lệnh cao cấp xuống thì Intel có lẽ là muốn dừng luôn cái dòng HDT, dòng cao cấp của họ. Thì họ sẽ chỉ bán những cái dòng này thôi. Nhưng mà Intel biết phải có một cái gì để cạnh tranh với Threadripper chứ. Threadripper sẽ để dành cái phân khúc đấy cho bọn Xeon, còn những cái bọn Extreme ấy, thì có lẽ là sẽ dừng. Đoán thế. Đây là một SSD, con này 240GB. Đập cái tản nhiệt trên này luôn. Cái main của Aorus này thì cũng có cái tản nhiệt M2. Và nó rất ý nghĩa khi các bạn lắp những chiếc SSD mà không có tản nhiệt sẵn như thế này. Nhưng mà theo một bài mình đọc ý, thì SSD này mát quá không tốt. Tức là nếu mà các bạn chạy nước vào SSD thì là không tốt đâu. Linh kiện thì mát là tốt, nhưng mà đối với SSD thì ta không cần mát quá. Đây lần đầu nghe thấy cái điều này. Có, cái đấy tại vì thế EK có một bài viết ý, là tại sao chúng ta không nên dùng tản nước custom cho SSD. Chúng ta chỉ dừng lại ở mức tản khí thôi. Ồ. Mình còn thiếu một cái chân ốc để lắp SSD ở đây. Còn đây bên đây cái thừa ốc M2 không? Không. Không có luôn. Không lắp luôn. Lắp mà chỉ gắn đẩy này xuống thôi. Nó tự nhận. Tùy thôi. Lên được. Để xem là hàng tài trợ nó khác hàng bán như thế nào. Từ hàng bán các bạn sẽ có full phụ kiện ở trong này, và hàng tài trợ chúng ta sẽ có. Không, nó phải có một cái ốc của bên SSD, nó là ốc khác ở đây. Cooler Master ML240, cooler mát mẻ. Cooler năm nay nhiều phụ kiện, nó hàng hóa dồi dào. Cảm giác Cooler Master thì giá rất là rẻ. Nếu mà các bạn so giá Cooler Master của Việt Nam so với giá Cooler Master nước ngoài, Cooler Master Việt Nam đang cực kỳ rẻ. Những cái tản nhiệt ôn nhiễm ăn ý, ở nước ngoài họ bán khoảng tầm 150 đô, Việt Nam bán hơn 2 triệu. Rồi, đã xong phần thô, chúng ta sẽ có một con SSD 2 RAM và một con CPU ở đây. Con tản nhiệt sẽ là hàng mới rồi. Cooler Master rất tốt bụng cho hẳn một con hàng mới luôn. Tôi sẽ lựa chọn là lắp RAM sau cùng. Tại vì con này ACT 800 là một con 800 là bản mới rồi, còn 700 thì bản lắp khó hơn. Thì sẽ lắp tản nhiệt. Con này lắp nhớ không nhầm mà lắp rất là khó. Con này lắp khó nên để an toàn sẽ lắp RAM sau cùng. Xem sách hướng dẫn đúng không ạ? Con này phải xem sách hướng dẫn đấy nhá. ARGB. Xem ABC, ABC. Xem sách hướng dẫn đi không ạ? Tôi nhớ con này nó lắp sẽ phải hơi phòng một tí. Đây. Đâu? Đó. Trong hộp có. Đây là của Cooler Master. Đúng hết ở đây rồi. Rồi. Vậy về cơ bản xong con main này rồi. Khá là nhanh. Chờ tôi với. Khi nó phải đẩy ra như này mới lắp được này. Đây nhá. Từ đây à. Nó sẽ có một cái cho 775 ở giữa. Đó. Đây. Đó bảo là trong cùng ạ. Trong cùng đúng không? Kéo về trong cùng. Kéo về trong cùng và lắp 4 cái ốc này vào. Quạt ở mặt trước, quạt ở trước thì chúng ta sẽ để ở đây. Xem một cây này. Cooler Master làm này bạn bằng tay được, khá là tiện. Và đây này. Tức là mặc dù các con quạt này nó là đều là cổng ARGB thông thường, tức là cổng 4 chân. Nhưng mà Cooler Master họ đã chơi cách đó chính là họ dùng đầu kết nối kiểu khác, để cho không thể cắm được vào main, buộc phải cắm vào đúng cái hub Cooler Master, đó là bộ chia này. Buộc phải cắm vào đây. Và không thể cắm vào đâu khác được. Đừng, ông phải cho vào ốc giữa, lỗ giữa, lỗ giữa. Ông đừng cho vào lỗ ngoài, cho vào lỗ giữa. Đấy. Nhẹ nhàng, tình cảm sẽ vào được. Hai lỗ này đúng không? Cái này để xoay như hướng này nhỉ? Rồi, chúng ta sẽ lắp 4 cái ốc này vào. Đây là con vỏ cây Cooler Master MA520 RGB. Chúng ta có một cái mặt kính. Chúng ta hay, chúng ta có đến 3 cái quạt RGB ở mặt trước, các bạn thấy này. Chúng ta có đến 3 quạt RGB ở mặt trước nhá. Chúng ta có một cái quạt đen mặt sau, tức là con vỏ cây này cho các bạn đến 4 quạt đi kèm. Hứa hẹn là rất là mát. Đấy, 4 quạt trong đó 3 quạt RGB và 1 quạt thường. Đây hơi khó này, bị chặn lại đây rồi này. Đấy. Đấy là cái lý do vấn đề giống như ngày trước của chiếc ATC 700. Chắc phải tháo tản nhiệt VRM ra để vặn ốc bên trong. Không biết con này có phải thế không? Chắc phải tháo thôi, nhưng mà lau xoay này rất là chậm. Cố gắng nhau, ngày trước tôi phải xoay nửa vòng một lần. Cứ xoay nửa vòng dần dần thôi. Nửa vòng một lần. Cứ nửa vòng một lần là xoay. Nửa vòng một lần xoay đến sáng mai chăng? Rồi lấy tay đang vân vê ở đây rồi.
cái gì là phải lấy cái cơ lê để cho chặt. Cái gì nó phải kiên trì. Cần cù thì bù siêng năng. Ở đây mình nhìn trước là chúng ta sẽ có bao nhiêu cái rổ cầm quạt đây nhỉ? 1 cổng, 2 cổng. Thông thường sẽ có 1 cổng, sẽ không có. 2 cổng cắm quạt, 3 cổng cắm quạt. Nó sẽ có 3 cổng cắm quạt, như vậy là có lẽ là vừa đủ cho con này. Đúng rồi, nó không cải tiến gì so với đời trước của nó thật. Mình phải lắp nguồn đã. Nguồn Cooler Master Gold 850W cho một cấu hình Core i3 1050T. Ngu dốt. Nếu mà các bạn mua thì các bạn không cần mua đến mức này đâu. Cấu hình này bình thường mình nghĩ nguồn 550 là đủ rồi, 500 mà đủ rồi. 850 này có lẽ thành ra con thì 3070 trở lên mà mới hợp lý. 3070 này, biết được sao cứ vang loay. Đây, đi ra. Ông vặn được nửa ốc thì chả thế. Đấy, sao bảo vặn mớm vào rồi vặn đều hai bên. Đấy, tôi đã làm như thế thật mà. Tôi vẫn vặn lại tiêu này. Ừ, từ bên này đã không kênh không vặn nữa đâu. Từ đừng vặn bên này, đừng vặn bên kia vào. Đấy, rồi, bây giờ chơi game nhá. Đấy, thu mỗi lần vặn nửa vòng nhá. Không sao đâu, yên tâm, tin tôi đi. Tôi không lừa ông đâu. À. Có một con nó không tin có nguồn phụ không nhỉ? Thế nào? Tùy từng bản. Mở ra xem nào, nếu mà cần thì sẽ cắm, không chúng ta sẽ không cắm nữa. Không có nguồn phụ nhá, thì chúng ta sẽ không cần cái dây nguồn của cạc nữa. Uầy, mỏ tay quá. Đã bảo rồi, tôi bảo tôi lắp con gearbox cho không nghe. Tôi thích những thử thách bản thân. Đây nha các bạn nhá, mình dùng một con nguồn 850W. Nó có 4 cổng cấp nguồn cho cạc. Nó có mười mấy cổng cấp nguồn cho SATA ấy. Và tất cả những gì mình dùng thì là 2 sợi dây. À, còn những cái khác cất đi. Gọn đúng không? Đỉnh cao của sự thừa thãi. Thừa thãi. Ui ông ơi, lọc lắm. Ở của bạn thì nào không vặn được nữa cơ. Không, bạn nó không áp vào thì nó không tản được CPU. 12 seconds later. Cứ nặng thế, xong rồi. Chắc không? Chắc. Tôi thử phát nào. Thử dùng cái lực tay để tôi vặn thử được thôi nhá. Rồi, chắc rồi. Đấy. Rồi, tôi tin ông. Rồi bây giờ công việc cuối cùng chúng ta mới đắp xong hết rồi. Chúng mỗi cả màn hình mình không tạm biệt rồi. Nhanh gọn. Nhanh thế. Không chờ tôi cả. Tôi bảo rồi, tôi bảo lắp con kia cho không thích. Tôi biết lắp con đấy lâu hơn mà. Rồi bây giờ là lắp con. Để tạm con này vào đây đã. À, ra bỏ này đã. Rồi. Rất may mắn là chúng ta đã vừa đủ cho cái này. À, bước cuối cùng là chúng ta tra, úi dồi ôi, tra keo. Con i3 mà chạy con tặng nốt all in one này thì mình nghĩ nó kiểu mát lạnh luôn. Mát lạnh luôn và toi. Chúng ta lắp vào, chúng ta chưa cắm ốc quạt. À, chưa cắm đây thì các bạn thấy là hai cái lỗ cho fan CPU nó nằm ở đâu đó quanh khu này. Cái sơ thử đây này. Thôi máy quay có nhìn được không nhỉ? Không phải mình quên không gắn vào. Đây từ anh lấy cái chỉ vào nhá. Đây các bạn thấy không? Đấy, ở đây. Chúng ta phải tháo cái tản đấy. No god, please no. Ok, thế máy trải nghiệm này phải lắp cẩn thận. Khi đến khai trương HNC 61 Thuận Nhuộm các bạn sẽ có cái trải nghiệm nó tốt nhất. Nó giống trải nghiệm. Ok, giờ đến nguồn nhỉ. Nguồn 650W của Gearbox. Đó là một con vừa đủ để chạy cho 3060. Thực ra thì con 3060 nó có cái ưu điểm đấy là chọn nguồn nó không khó lắm. Và nguồn để dành cho nó thì cần từ 650W đổ lên được rồi. Con bên này nó chỉ có một cổng ARGB thôi. Nên là mình sẽ đồng bộ hóa led của tản nhiệt với cả trong cây. Còn cái led của cái quạt ấy thì mình sẽ buộc phải gắn nó ra ngoài để ấn. Bây giờ mình sẽ đây là toàn bộ dây của phần tản nhiệt CPU này. Thì trước mắt mình sẽ bó gọn nó vào trước đã. Chỗ này mình cho hết vào đây đã. Cuối cùng okay. Là con cạc màn hình. Xong. Rồi, test thử nhá. Đã xong rồi à?
xong. Chân. Rồi. Lên nào. Bộ của mình chưa xong. Ờ. Cái sao đấy lại không lên nữa. Đấy lại không lên nữa. Lên. Vì sao không sáng? Đây đi. Mọi thứ đều đúng thì có lẽ là có tải giấy đang bị hỏng lên led thì phải. Tại vì mọi thứ đang cắm không sai một tí nào cả. Không có ai tên là sai ở đây. Đây. Kéo lên trên. Trong khi đấy mình test cái này thì vẫn rất là được mặt trước. Phải là cổng này cũng không hỏng. Đấy, sáng rất thoải mái ở mặt trước nhưng mà trên đó thì cơ thể không sáng nữa. Thì có lẽ đèn led đây đang có vấn đề. Mình sẽ để yên ở đây và mình sẽ liên hệ Cooler Master thử xem là con này có vấn đề gì không. Rồi. Dây vẫn để đây, tí nữa sẽ cắm lại. Mình cũng đã lắp xong cái cây của mình, bây giờ mình sẽ lấy cạc để lắp vào. Thì đây chính là chiếc RTX 3060. Một chiếc cạc đáng lẽ ra là sẽ là một con cạc cực ngon trong phân khúc tầm trung. Nó chỉ khoảng từ 12 triệu hoặc là một số bên họ sẽ bán cho các bạn con này với giá nó còn chưa đến 12 triệu cơ, với 1 triệu rưỡi. Đấy là cái thời mà mới ra thì nó sẽ có cái giá như vậy. Còn những đồ phụ kiện này tí nữa khi mà qua showroom thợ nhuộm thì mình sẽ mở ra để cắm vào từng bộ luôn. Con này dùng được nguồn 8 pin này. Ok. Đã xong rồi đấy. Đây. Chuẩn không phải chỉnh. Chết mỗi led. Chết mỗi led thôi, đúng không? Có back led. Dài phết. Trông thế thôi, dài đẹp đấy. Mặc dù nó là dòng rẻ nhất của Gearbike năm nay nhưng mà nó có là tốt rồi, giờ này chỉ có cạc là tốt rồi. Có cạc rồi, là tốt rồi. Chúng ta không còn quan tâm là mẫu nào nữa. Ngày trước anh còn phân vân, ví dụ như là bây giờ mua thuật trích hay là mua TUF chẳng hạn. Nhưng chê con này, chê con kia, con này tốt hơn, này ngon hơn. Nhưng mà bây giờ thì thực sự là có cạc chơi là tốt rồi. Tại vì thực ra ngày trước mình đã nói thì mấy con TUF với mấy con thuật trích ấy. Ờ, hai con ốc tôi vừa để đâu. Ốc là phải giống nhau. Đây, ốc bên. Thì thực ra là mấy con switch ấy nó chỉ hơn một chút về xung thôi. Hiệu năng thì thực sự là các bạn rất khó cảm nhận được. Hơi nhất đó chính là về đèn led này. Thứ hai là về hiệu năng làm mát. Mấy con như kiểu switch ấy, hoặc là con Aorus Butter hay là Gaming XGO chẳng hạn, thì hiệu năng làm mát nó cực kỳ ngon và nó êm. Này ăn điện khá thật ít, cho nên là chúng ta chỉ cần đúng một cái dây này là xong. Cắm đây cái này đi. Tôi nghĩ là cắm cái này này xong buộc hai này lại với nhau. Đây thì buộc lại gì. Lâu lâu không lắp cho nên là nó hơi gà một tí, các bạn thông cảm. Rồi, sẽ bật thử con này lên. Đây, cho dây điện. Mượn dây điện nào. Đây, quay về đây cho nó. Hoành tráng mình chưa đi dây đâu. Mình sẽ test trước xem nó lên không. Cắm điện này, bật nguồn này. Bật lên này. Mà không sáng lên à? À, chưa mà mình quên một vấn đề nữa, đấy là chưa cầm RAM. Quê. RAM ở đâu nhỉ? Đây rồi. Đây là bộ RAM cũng được Gearbike tài trợ. Nhưng cái kit RAM này các bạn thấy là nếu bạn cầm trên tay trực tiếp ấy, thì sẽ thấy là một trong những kit RAM nặng nhất mà các bạn từng cầm. Cầm rất là chắc tay và cái độ tin tưởng nó cũng được tăng lên vài phần khi các bạn mở ra xem đất bên trong không? Gì? Mở ra xem đất bên trong RAM không? Đất á? Không. Đơn giản là chẳng qua là cái tản nhiệt này của Gearbike họ làm rất là dày và cái led thế. Một điểm yếu nữa của chiếc tản này này, đó là khi các bạn lắp RAM thì sẽ bị cấn. Cứ tản khí Gearbike lắp là tốn thời gian. Lắp con Noctua rất là dễ nhá, Noctua phải lỗ rất là thông minh. Noctua là cái hãng nó làm tản hàng chục năm rồi, nó phải khác cái ông OM ấy. Mình đã cắm cả dây USB và dây nguồn cho con tản rồi. Nhưng mà nó vẫn không lên đèn. Hình như con này phải vào win rồi mới lên đèn. Nào. Lại một lần nữa, xem là chúng ta chậm mà chắc. Lên không? Không lên. Thôi tí nữa chúng ta sẽ... Không lên đèn thôi. Ừ, không lên đèn. Đây, chứ còn RAM này lên này. RGB của cam hình lên này. Cơ bản thì nó cũng thế thôi. Nó cũng là ổn một tí nữa. À, RGB của tản lên rồi. Đấy không? Không, một phát lên luôn hả?
Mình chậm mà chắc, mình nhanh để làm gì? Mình nhanh không, để làm cái gì? Nhưng mà trong lỗi. Mình nhanh tại vì con này nó lỗi. Không, ông không đòi hết được. Bây giờ tôi cho ông chậm con này nhá. Dùng rồi, tốc bất thắng. Đạt. Không. Đây là chậm mà chắc đúng không? Không. Ông nghe chuyện thỏ rồi nhá. Thế ông nghe chuyện về người đọc phương sẵn chưa? Chưa làm gì có chuyện nào như thế. Thấy không? Mình đã lắp được cái cây này. Mặc dù là lâu lắm mới lắp máy. Không sao. Giờ DJ lại. Có DJ lại và tí nữa chúng mình sẽ cho qua bên showroom và thợ nhuộm. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại anh em ở thợ nhuộm nhé. Ok, chào anh em.